Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Manchester United đã đưa tiền vệ trẻ của đội tuyển Pháp và Rennes vào tầm ngắm trong nỗ lực tăng cường lực lượng để cạnh tranh cho danh hiệu mùa tới. Thông tin này khiến nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ phấn khích. Từ lâu, Camavinga đã là một trong những ngôi sao trẻ được theo đuổi nhất của bóng đá thế giới. Nhưng câu hỏi ở đây là chàng trai 18 tuổi này có gì đặc biệt mà người ta phải sốt sình sịch về anh như vậy? Trong video clip này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách toàn diện về Camavinga, từ xuất thân, gia đình, con đường đi lên bóng đá chuyên nghiệp và cả những gì mà các cổ động viên Man United có thể chờ đợi ở anh. Nếu bạn cảm thấy video này thú vị, đừng quên share video, subscribe kênh Vũ trụ Man United và bật chuông để nhận thông báo khi có video mới nha. Đi lên từ gian khó. Eduardo Camavinga sinh năm 2002 tại Cabinda, Angola. Năm cậu lên 2, gia đình quyết định di cư tới Pháp. Anh lớn lên cùng cha mẹ và năm anh chị em ở vùng ngoại ô Rennes. Họ sống một cuộc sống chật vật. Đã vậy, tất cả tài sản đáng giá nhất trong gia đình còn tiêu tan hết trong một vụ cháy. Chính bi kịch này đã đẩy cả gia đình Camavinga vào tận cùng của khó nhọc, nhưng cũng là động lực để cậu bé quyết tâm trở thành một ngôi sao. Mặc dù rất có tiềm năng ở môn võ judo, bóng đá lại là niềm đam mê số 1 của Camavinga và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp chính là giấc mơ tối thượng của cậu bé. Từ thuở còn nhỏ, Camavinga chơi bóng cho câu lạc bộ địa phương AGL Drapeau Fougères, nhưng cái đội bóng bé xíu ấy chẳng thể nào giữ được Camavinga lâu khi thông tin về một cậu nhóc đen nhèm, bé xíu nhưng chơi bóng như người lớn nhanh chóng bay xa và sớm đến tai các tuyển trạch viên của Rennes. 10 tuổi, anh được Rennes đón về. 15 tuổi, anh được đôn lên đội dự bị của Rennes, chinh chiến ở giải hạng 4 nước Pháp. Dù bên cạnh anh là những cầu thủ cao tuổi hơn, Camavinga vẫn tạo nên sự khác biệt. Landry Chauvin, cựu giám đốc học viện Rennes, người đã chứng kiến sự tiến bộ của tiền vệ sinh năm 2002 cho biết. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 10 tuổi, anh ấy đã được chúng tôi hướng theo một lộ trình đặc biệt. Chúng tôi biết rằng mình cần phải làm mọi cách để có thể khai thác hết những tiềm năng của anh ấy. Ngay từ những ngày đầu tiên, Eduardo đã tỏ ra mình luôn đi trước so với những cầu thủ cùng nhóm tuổi và sớm bắt kịp những đàn anh về tài năng, tư duy chơi bóng cũng như sự trưởng thành. Mùa giải 2018, khi mới 16 tuổi, Camavinga đã được đôn lên đội 1 của Rennes để thi đấu ở Ligue 1. Song song với những trận đấu tích lũy trong áo đội trẻ, ngày 6 tháng 4 năm 2019, Camavinga có bàn ra mắt đội 1 Lille trong trận hòa 3 đều với Angers. Qua đó đi vào lịch sử đội bóng với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ra sân trong áo đội 1. Lúc đó anh mới 16 tuổi, 4 tháng, 7 trận đấu ở đội Rennes và 13 trận đấu cùng 4 bàn thắng với đội trẻ là sự khởi đầu không hề tồi với một cầu thủ vẫn chưa qua tuổi ăn chơi như Eduardo Camavinga. Tỏa sáng trong màu áo đội 1. Trong những năm thi đấu chuyên nghiệp, Camavinga thường xuyên được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đấy không phải là vị trí dành cho những tay mơ, nhưng Camavinga đã làm chủ nó một cách lão luyện. Khi kiểm soát bóng, anh thể hiện nền tảng kỹ thuật ấn tượng, rất khó mà lấy bóng trong chân của anh. Mặt khác, ngôi sao 18 tuổi còn vô cùng mạnh mẽ và nhanh nhẹn trong những tình huống tranh chấp bóng. Không phải tự nhiên, người ta so sánh anh với N'Golo Kanté. Những mùa giải gần đây, mặc dù khả năng tham gia tấn công của Camavinga đã được cải thiện một cách rõ rệt, tuy nhiên vị trí sở trường của tiền vệ sinh năm 2002 vẫn là án ngữ trước hàng phòng ngự. Mà nhiệm vụ chính của anh là đánh chặn, bẻ gãy những đợt tấn công của đối thủ trước khi họ tiếp cận được vòng cấm của đội nhà. Nhưng bên cạnh đó, Camavinga cũng bắt đầu thể hiện được những kỹ năng cầm nhịp như kéo bóng, từng bước vươn tới tầm vóc của một tiền vệ toàn diện. Bước nhảy vọt của Camavinga xuất hiện ở mùa giải 2019-2020. Trong mùa giải thứ hai khoác áo đội 1 Rennes, anh được điền tên vào danh sách đăng ký trong 25 trận ở Ligue 1 và đá chính 24 trận đó, trung bình mỗi 90 phút. Anh thực hiện thành công 5,21 nỗ lực cắt bóng và tác bóng. Ngoài ra, Camavinga còn hơn 24 lần gây áp lực với cầu thủ đối phương mỗi trận. Chàng trai trẻ bắt đầu được thừa nhận như là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất ở Ligue 1. Mùa giải vừa rồi, Camavinga tiếp tục có những bước tiến lớn về chuyên môn. Trong khi vẫn rất ấn tượng ở khả năng đánh chặn, anh bắt đầu tham gia nhiều hơn vào nhiệm vụ điều phối và tổ chức tấn công. Số pha chạm bóng mỗi 90 phút của Camavinga đã tăng từ 55,5 ở mùa giải trước lên thành 73,7 ở mùa giải vừa rồi. Số lần kéo bóng trung bình của anh cũng tăng lên gấp rưỡi, từ 36,1 lên thành 52,8. Số lần qua người thành công cũng tăng hơn gấp 3, từ 0,6 thành 1,84. Ngoài ra, đừng quên là anh còn kịp ghi một bàn và có hai pha kiến tạo.
đội tuyển quốc gia là bước tiến logic tiếp theo của Camavinga. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2020, anh được huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập vào đội hình tuyển Pháp thay cho Paul Pogba dương tính với Covid-19, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất được triệu tập từ năm 1932. Chưa đầy một tháng sau, ngày 8 tháng 9 năm 2020, anh có màn ra mắt đội tuyển khi vào thay Kante ở hiệp 2 trận gặp Croatia tại Nations League. Camavinga là cầu thủ trẻ nhất được khoác áo đội tuyển Pháp từ năm 1914. Ngày 7 tháng 10 năm 2020, anh lần đầu đá chính trong chiến thắng 7-1 trước Ukraine và cũng lần đầu ghi bàn để trở thành tay sân bàn trẻ nhất lập lờ trong gần 100 năm. Những nỗ lực của Camavinga không giúp cho anh có mặt ở Euro 2020, nhưng chủ yếu là vì lực lượng ở hàng tiền vệ Pháp vẫn còn quá dồi dào. Nhưng trong tương lai, việc anh trở thành trụ cột nơi tuyến giữa của đội bóng áo lam là điều đương nhiên. Huấn luyện viên Deschamps luôn đánh giá rất cao Camavinga và không ngần ngại chia sẻ điều đó trước công chúng. Tiền vệ Paul Pogba của Man United cũng hết lời khen ngợi người đàn em tài năng. Thật vui vì cậu ấy chơi bóng cho tuyển Pháp, ghi bàn ngay trong lần đá chính đầu tiên. Thật tuyệt vời, tôi thực sự hạnh phúc cho cậu ấy. Tôi chỉ cầu mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với Eduardo. Cậu ấy hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một ngôi sao. Paul Pogba nói sau khi chứng kiến Camavinga ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Pháp. Một cú ngả ban đen đẹp mắt. Cậu ấy làm tôi nhớ đến bản thân mình. Cậu ấy tự tin vào khả năng của mình. Đó là điều rất quan trọng. Tôi thực sự thích Eduardo. Đứng trước bước ngoặt tương lai. Khởi đầu ấn tượng của Camavinga khiến người ta không thể không so sánh anh với những thần đồng trước đó của bóng đá Pháp như Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele. Nhiều người hy vọng Camavinga sẽ đi theo lộ trình như Dembele từ Rennes tới Dortmund rồi sau đó Barcelona trong những bản hợp đồng bom tấn. Nhưng họ cũng tin là Camavinga sẽ làm tốt hơn Dembele, người đang bị hủy hoại bởi các chấn thương. Camavinga được đánh giá là nghiêm túc, kỷ luật và chuyên nghiệp hơn hẳn so với Dembele. Hiện tại, hợp đồng của Camavinga với Rennes chỉ còn 1 năm và Julian Stephen, huấn luyện viên trưởng của đội bóng, đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để giữ chân ngôi sao trẻ của mình. Tuy nhiên, với những lời mời gọi từ những ông lớn, Camavinga đã quyết định không dàn hợp đồng với Rennes. Anh biết rằng đã tới lúc mình cần phải hướng tới những mục tiêu to tát hơn. Điều này dẫn đến việc Rennes buộc phải bán anh trong kỳ chuyển nhượng hè 2020. Một trong những bến đỗ khả dĩ nhất mà ngôi sao 18 tuổi có thể cập bến chính là Manchester United. Ở Old Trafford, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và các cộng sự xem Camavinga là sự thay thế xứng tầm cho Paul Pogba. Trong trường hợp anh này ra đi, anh lớn của Camavinga cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng với United và dường như không mấy mặn mà trong việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp Pogba quyết định ở lại, hai người hoàn toàn có thể kết hợp với nhau thành một cặp tiền vệ không thể ngăn chặn. Như cách Pogba kết hợp với Kante ở đội tuyển Pháp, Camavinga mạnh mẽ, bao sân tốt, do đó có thể giúp Pogba thoải mái thể hiện sự sáng tạo của mình mà không phải lo lắng quá nhiều về khâu phòng ngự. Tuy nhiên, để có thể sở hữu tiền vệ sinh năm 2002, Quỷ Đỏ sẽ phải cạnh tranh rất nhiều với các đại gia khác. Theo thông tin từ tờ Marca, câu lạc bộ Real Madrid cũng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Eduardo Camavinga. Ngoài ra còn có PSG và cả Chelsea. Để có được chữ ký của Camavinga, United chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều và có lẽ cũng phải tiêu rất nhiều tiền nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh United sẽ sở hữu một con quái vật tuyến giữa trong hơn 10 năm tiếp theo, tất cả mọi nỗ lực và đầu tư đều là xứng đáng.